sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời sinh ra các hiện tượng ngày, đêm, các mùa trong năm. Sự chuyển động của mặt trăng quanh trái đất đã ảnh hưởng đến thủy triều, đến sự sống của vạn vật. Từ những hiện tượng bất biến đó, người xưa đã nảy sinh ra những khái niệm ngày, tháng, năm và sự sắp xếp những khái niệm đó theo một quy ước nhất định hợp với quy luật tự nhiên chính là lịch. Mỗi khu vực có cách làm lịch riêng, nhìn chung có hai cách chính, đó là theo sự chuyển động của mặt trăng quanh trái đất gọi là âm lịch và theo sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời gọi là dương lịch. Trong âm lịch, người xưa dùng tên các con giáp để đánh dấu thời gian. Còn dương lịch thì đơn giản hơn vì sẽ dùng các con số để đánh dấu thời gian đấy. Hiện nay, để tiện cho chúng ta theo dõi, các loại lịch thường sẽ tích hợp các thông tin của cả âm lịch và dương lịch. Các bạn hãy cùng Homa khám phá những thông tin trên một tờ lịch nhé. Các bạn hãy điền những thông tin về ngày, tháng, năm theo âm lịch và dương lịch vào bảng sau. Chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này trong 1 phút. Một phút đã trôi qua rồi. Chúng ta cùng xem những thông tin mà tờ lịch này thể hiện nhé. Trước tiên, với cột âm lịch, Homa đã nói với các bạn đó là người xưa dùng các con giáp để đánh dấu thời gian. Chúng ta có 12 con giáp các bạn ạ. Lần lượt là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. 12 con giáp này được gọi là các chi và phải ghép với 10 can nữa mới hoàn thiện tên của một đơn vị thời gian theo âm lịch đấy các bạn ạ. 10 can lần lượt là Canh, Tân, Nhâm, Quý, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ. Ví dụ nhé, năm 1418, Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa Lam Sơn theo lịch âm là năm Mậu Tuất. Năm 1789, Quang Trung đánh tan 29 vạn quân Thanh là năm Kỷ Dậu. Năm 1945, Cách mạng tháng 8 thành công là năm Ất Dậu. Quay lại tờ lịch của chúng ta nào. Trên tờ lịch này, chúng ta có các thông tin về âm lịch, đó là ngày Canh Thân, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Còn dương lịch chúng ta có thể nhìn thấy ngay, đúng không nào? Ngày 13 tháng 3 năm 2021. Việc đọc tờ lịch cũng đơn giản đúng không các bạn? Sở dĩ chúng ta cần phải biết cả lịch âm và lịch dương vì ngày nay chúng ta học tập và làm việc sẽ theo dương lịch. Nhưng có những ngày kỷ niệm chúng ta vẫn sẽ theo lịch âm như ngày giỗ tổ Hùng Vương này, các dịp lễ cổ truyền này,